Cũng giống như các làng nghề hoa cây cảnh trên địa bàn huyện, làng nghề hoa cây cảnh xã Thắng Lợi có lượng khách đến mua hàng cũng như tham quan trải nghiệm tăng theo từng năm. Vì vậy, việc phát triển làng nghề theo hướng bền vững gắn với du lịch nông nghiệp cũng là định hướng của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cô và trò cùng tham quan trải nghiệm ở những vườn quất cảnh, cam cảnh, bưởi cảnh là hoạt động được trường trung học cơ sở Thắng Lợi tổ chức thường xuyên vào mỗi dịp giáp Tết. Đây không chỉ là nội dung ngoại khóa bổ ích đối với các bạn nhỏ mà còn góp phần quảng bá sản phẩm của làng nghề. Em cảm thấy rất là vui, háo hức khi mà mình có thể đến những nơi có truyền thống lâu đời và được ngắm những vẻ đẹp của cây cam quất cảnh. Chúng em cũng có thể chụp ảnh, quảng bá những hình ảnh của quê hương em cho các bạn ở phương xa để các bạn có thể biết đến. Để các em hiểu thêm những cái hoạt động của các bác nông dân vất vả như thế nào. Từ đó mà các em biết trân trọng hơn những cái giá trị mà các em đang được thừa hưởng từ gia đình, từ bố mẹ, từ xã hội và có ý thức học tập hơn. Xã Thắng Lợi được công nhận là một trong hai làng nghề sản xuất hoa cây cảnh của huyện Văn Giang từ năm 2019 với khoảng 180 hectare quất, cam, bưởi cảnh. Vì vậy, sản phẩm của người dân luôn được thương lái đánh giá cao về kiểu dáng và kỹ thuật. Năm nào thì cũng phải có cái lượng khách nó tăng lên. Thế và không phải rằng ở vùng miền Bắc này nữa mà kể cả từ miền Trung, từ Nghệ An, Hà Tĩnh người ta cũng ra không ạ. Năm nay người ta sẽ ra đông hơn và có những người thì những cái bạn trẻ đấy là người ta về đi gọi là đi tham quan du lịch, người ta cũng về chụp ảnh rồi quay phim. Chúng tôi rất mong các bạn trẻ đấy người ta về tham quan. Thực ra cũng là một cái hình thức người ta quảng cáo tốt cho địa phương. Thì chúng tôi đã định hướng để bà con nhân dân sẽ phát triển ngành nghề cây cảnh theo từng vùng. Ví dụ như có những khu vực thì tập trung về làm về cây đất, có những khu vực thì tập trung làm về cây lu, cây lọ, cây trậu và cây bonsai để đảm bảo cho việc đáp ứng với nhu cầu thị yếu của khách hàng. Huyện Văn Giang hiện có trên 1.300 hectare trồng hoa cây cảnh các loại, với 5 địa phương được công nhận làng nghề là Xuân Quan, Phụng Công, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Mễ Sở. Có thể nói, vấn đề phát triển các làng nghề gắn với du lịch nông nghiệp hiện nay đang là hướng đi đầy triển vọng không chỉ của Hưng Yên mà là của nhiều địa phương trong cả nước, góp phần đưa hình ảnh cũng như sản phẩm làng nghề hoa cây cảnh Văn Giang ngày càng bay cao, bay xa hơn.